Người già thường xuyên mất ngủ, đau đầu, đau thắt lưng, mỏi gối, tê tay, chỉ cần bấm ngay một huyệt này, an tâm khỏe mạnh đến già. Từ xa xưa, ông cha ta đã biết sử dụng những điểm huyệt. Do khoa học phát triển mà nhiều người quên đi mất, có những cách trị bệnh vô cùng hiệu quả. Trong đông y, cơ thể có 108 huyệt. Những điểm huyệt này thì có công dụng thần kỳ. Cho tới nay, khoa học cũng chưa giải thích được. Những bài nhiều huyệt, các cô bác có thể khó nhớ, cũng như không biết cách làm. Và nhiều huyệt, các cô bác không sờ tay tới được, dẫn tới khó làm. Thì video này, tôi sẽ chỉ cho các bác cần day ấn một huyệt thôi, mà giúp các bác chữa được các vấn đề này. Thứ nhất, tác động vào huyệt kinh cốt. Huyệt này có tác dụng giúp các cô bác chữa chứng đau vùng thắt lưng, đau ở khớp háng, đau đầu hoặc đau cứng gáy. Nếu bác nào mà thường xuyên bị triệu chứng kiểu như này, thì hãy day ấn vào huyệt sau đây. Huyệt kinh cốt tuy không được nhiều người biết đến, nhưng lại có vai trò vô cùng quan trọng trong việc điều trị nhiều bệnh lý. Huyệt đạo này thì có vị trí khá dễ nhận biết. Huyệt nằm ở dưới xương to, phía bên ngoài bàn chân, tại vị trí lõm, trên phần quãng thịt trắng đỏ, giáp nhau giữa hai màu da, đó là huyệt kinh cốt. Khi các cô bác day ấn vào huyệt này cũng rất dễ. Các cô bác chỉ cần dùng ngón tay cái của mình day vào vị trí huyệt, theo vòng tròn, theo chiều kim đồng hồ. Nhiều bác có thể dùng tay sẽ bị mỏi, thì mình có thể dùng cây dò huyệt. Cây dò huyệt này mình cũng có thể mua ở các hiệu thuốc đông y hoặc các vật dụng có sẵn trong nhà như đũa inox đều được. Sau đó các bác day vào huyệt, các bác có thể dùng thêm dầu cao bôi vào vị trí huyệt hoặc dùng điếu ngải cứu mà ở quầy thuốc đông y có bán. Rồi các cô bác hơ vào huyệt với nhiệt độ vừa đủ. Các cô bác lưu ý tránh bị bỏng nhé. Hơ vào huyệt khoảng 10 phút là được, sẽ giúp các cô bác điều trị chứng đau nhức ở phía ngoài bàn chân. Trong đồ hình đồng ứng diện chẩn thì các bộ phận nào có hình dạng giống nhau hay tương tự nhau thì có mối liên hệ mật thiết với nhau và có thể tác động lẫn nhau như sống mũi tương ứng sống lưng, cổ họng tương ứng cổ tay, bàn tay tương ứng với bàn chân của chúng ta. Đó không phải là ngẫu nhiên mà nó là ý nghĩa rất quan trọng. Từ đó ta sẽ tác động day ấn vào chỗ mà có hình dáng tương tự chỗ bị bệnh. Vì vậy khi tác động vào cạnh chân sẽ chữa được đau lưng rất là hiệu quả. Triệu chứng chảy máu mũi, trong mắt có màng, hoa mắt và đau mắt đều có thể điều trị. Ngoài ra, ai có bệnh lý tim đập hồi hộp, chóng mặt, hoa mắt, chứng động kinh hoặc có bệnh sốt rét, tác động vào huyệt này cũng có hiệu quả rất là cao. Thứ hai, động tác kiễn chân phòng ngừa và điều trị đột quỵ, dưỡng tim. Đột quỵ là căn bệnh phổ biến ở người cao tuổi do thiếu máu lên não, khí huyết lưu thông kém hoặc xuất huyết não. Do vậy, bàn chân có chứa rất nhiều huyệt đạo liên quan đến các bộ phận trong cơ thể mà khi kích thích sẽ có tác dụng giúp các cô bác lưu thông khí huyết mà phòng tránh được đột quỵ. Bởi vậy, từ thời xa xưa, người dân đã ngâm chân bằng nước ấm mỗi tối để giữ gìn đôi chân khỏe mạnh. Một trong những cách đơn giản giúp các cô bác có tác dụng vô cùng lớn đối với sức khỏe, đặc biệt là chứng đau đầu, chóng mặt ở người già, đó là động tác kiễng chân. Các cô bác kiễng chân cao hết sức có thể, sau đó các bác thả lỏng và hạ xuống. Khi trọng lực cơ thể dồn vào ngón chân khi kiễng cao sẽ giúp kích thích huyệt dưới lòng bàn chân, vừa giúp tập luyện tăng sức dẻo dai của gân, dây chằng. Cô bác thực hiện lặp đi lặp lại kiễng chân 20 đến 30 cái một lần, duy trì 7 lần một ngày và bất cứ lúc nào các cô bác rảnh. Vị trí gót chân sẽ tương đương với đại não của chúng ta. Do đó, việc kích thích gót chân có tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu não, khí huyết lưu thông tốt hơn. Đối với người già hay quên, trí nhớ kém thì thường xuyên kiễng chân sẽ giúp tỉnh táo hơn, đánh thức thần kinh não, đầu óc minh mẫn và sáng suốt hơn. Đối với những nam giới thường xuyên kiễng chân sẽ giúp bổ thận, bài tiết thuận lợi và có tác dụng bổ tinh khỏe mạnh. Tương tự, phụ nữ kiễng chân nhẹ nhàng và thường xuyên làm tăng khả năng dẻo dai của cơ thể, dưỡng thận, bài tiết thuận lợi. Những bác nào bị bệnh trĩ khi kiễng chân sẽ làm tăng các hoạt động co bóp của hậu môn, giúp tình trạng bệnh táo bón cải thiện, thông ruột, dạ dày. Khi các bác phải đứng hoặc ngồi quá lâu một tư thế sẽ gây ra chứng mỏi chân, sưng phù hoặc tê chân. Lúc này hãy thực hiện động tác kiễng chân để có thể lưu thông khí huyết và đánh thức hệ thần kinh. Đặc biệt, khi tập kiễng chân một thời gian cũng sẽ giảm được bệnh thiếu máu lên não. Ngồi xuống đứng dậy đột ngột bị hoa mắt, chóng mặt, ù tai. Khi chúng ta già đi, chu kỳ giấc ngủ bình thường trở nên ngắn hơn, thời gian của một giấc ngủ ít sâu hơn. Vì qua tuổi trung niên dễ bị rối loạn giấc ngủ, đây thường là thời gian căng thẳng tâm lý. Con cái dần rời khỏi nhà, có thể thay đổi ở nhà và nơi làm việc. Những vấn đề sức khỏe như đau lưng, đau xương khớp, đau cổ vai gáy hoặc rối loạn giấc ngủ
cũng là những yếu tố dẫn đến dễ làm các cô bác mất ngủ. Chính vì vậy, các cô bác hãy thiết lập cho mình một thói quen trước khi đi ngủ, có thể nghe nhạc yên tĩnh hoặc thư giãn, hạn chế uống nước trước khi đi ngủ để giảm thiểu đi tiểu đêm khiến giấc ngủ của các cô bác không bị gián đoạn. Các bác hãy nhớ không uống bất kỳ loại nước gì trong vòng 2 hoặc 3 giờ trước khi đi ngủ để có được giấc ngủ trọn vẹn. Đặc biệt, các cô bác hãy tránh căng thẳng, lo lắng quá mức, luôn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ, hạnh phúc bên con cháu nhé. Cảm ơn quý cô bác đã lắng nghe. Nếu quý cô bác anh chị cảm thấy video này hữu ích, hãy đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để ekip chúng tôi thêm nhiều video bổ ích khác nữa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong các video tiếp theo.